Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khối không khí khô và lạnh, đêm qua Bắc Bộ không còn mưa nữa, toàn khu vực tạnh giáo. Ở khu vực vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn, nhiệt độ ngoài trời lúc này chỉ khoảng từ 17 đến 18 độ. Trong khi ở khu vực Trung Du và vùng Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 20 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ có xu hướng yếu dần đi. Vì thế mà ở phía đông Bắc Bộ đến trưa và chiều trời sẽ giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ tăng lên, dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Trong khi đó, phía tây Bắc Bộ tác động của không khí lạnh yếu hơn nên nhiệt độ ở đây nhỉnh hơn so với các tỉnh phía đông, dao động trong mức từ 26 đến 28 độ. Không khí lạnh suy yếu, tương tác giữa đới gió Đông Bắc và địa hình dãy Trường Sơn cũng giảm đi, vì thế mà mưa ở miền Trung trong ngày hôm nay sẽ giảm đi đáng kể. Dự báo khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế lúc này thì vẫn còn nhiều mây và rét nhẹ, với mức nhiệt phổ biến ở mức từ 19 đến 21 độ. Nhưng đến trưa và chiều thì nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên ngưỡng 23 đến 26 độ, trời mát mẻ. Trong khi đó, đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời chỉ nhiều mây trong buổi sáng, sau đó sẽ chuyển nắng nhẹ vào trưa và chiều. Vì thế mà nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây dao động mức từ 27 đến 28 độ. Đối với các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời có mây thay đổi, mát mẻ về đêm và sáng. Còn trưa chiều thì nhiệt độ dao động trong mức từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn tiếp tục trong những ngày ít mưa, nắng nhiều. Nắng kéo dài suốt từ sáng sớm cho đến tận chiều muộn, vì thế mà nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động ở mức cao 33 đến 34 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng cao, dao động mức từ 34 đến 36 độ. Nắng nóng diện rộng tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh thành miền Đông. Trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong ngày hôm nay tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, khiến cho biển động. Trong khi đó, ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió cũng chuyển hướng Đông Bắc nhưng cường độ không mạnh, ở mức cấp 4 đến cấp 5, nên không xảy ra tình trạng biển động. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.